Mình đang đi tới cái khu nhà đẹp, khu này các khu nhà giàu á nè, yeah, các bạn thấy không, nhà khu này rồi có hai con gì vậy ta, sư tử hả, con gì mà giống con sư tử, lion hả, không phải. Đó, đi gần tới nè, bánh bao vui rồi á, mà có nhiều con nó cũng ngồi. Lên được rồi, bữa nay ta đi đông quá các bạn ơi, thứ bảy nè, đi du lịch nè. Mình sẽ tới chỗ đó mình quay chi tiết cho các bạn xem chơi nha. Đường chạy như con rắn bò, quanh co. Lên cao ha, dùng bụng với tay ha. Rồi dừng lại cho bao, cho bao xả, xả hơi cái mới được. Nó đòi xả hơi rồi các bạn ơi. Daddy của nó chạy nó mất tiêu rồi. Đó, gần tới rồi các bạn. Khoảng 20 phút nữa là tới chỗ rồi. Các bạn chụp hình không? Chụp ở đâu? Chụp đứng đó ha. Rồi chuẩn bị. Quan Chu Chi. Chụp. Chợp, rồi ba bao rồi đó. Selfie. Oh, cái khu này đẹp quá. Oh, mấy cái cây đẹp quá. Ừ. Vô đây là giống vô rừng đó hả? Thành phố này nhìn giống như đi... Thành phố này tên gì quên rồi. Nemo. Cái ngôi làng. Tên gì quên rồi. Tên gì? Bên bao ngáp rồi. Ủa cái này... Ôi cái quán này cũng đẹp quá ha. Nhà hàng. Khu Nghĩa Trắng giàu, giàu sang trọng. Quá trời to luôn. Mà trước kìa, trước mặt quá. Nguyên một rừng thông luôn. Đây là vô khu du lịch thì các bạn. Đó, đường vô đây các bạn ơi, sắp tới rồi nha. Rồi, qua cổng luôn. Đúng rồi. Chữ đó đường vô đó. Này nó tróc gốc nó ngã. Daddy nó chạy kìa. Daddy đầu kế, con đậu đây. Đậu đây nè, mình đậu góc này nè. Ông ý con nói là vô đầu hay vô đít á. Vô đầu như người ta đi. Bánh bao tới chỗ anh ba ơi. Tới chỗ rồi con. Ủa tới ẹo luôn. Ôi mấy cây to ha. Là khu rừng nguyên sinh của Mỹ. Đây là cũng một cái park để vui chơi, để du lịch. Đây, hôm nay mình đi, hai gia đình mình đi đến đây để chơi ngày thứ bảy. Đi. Hello. Hello. Ông nội bà nội sao chưa xuống? Đã nắng mấy con? Đã nắng. Monkey. Wow. À. Ông nội nè, ông nội kìa, dẫn ông nội đi kìa. Đi vô đóng cửa lại con. Minh kỳ không? Ngồi nãy giờ tiếng máy cũng mỏi rồi. Nhảy xuống cái bắt đầu tung tăng. Minh kỳ over there. Lấy cái xe xuống kìa. Minh Bao lên xe đây con. Ai chi đồ. Đây bà Vịnh nha. Ô tiện quá ha. Hai cái bánh rời luôn. Tới chỗ mới gắn vô.
Ông ngoại đẩy hoài mà ông ngoại đâu có biết. Ông ngoại mà ngoại sáng mà cũng đẩy đi chơi này, đâu có biết đâu. Cái xe là tháo bánh được mà đâu có biết. Cái bánh sao nó tháo được luôn á. Nhưng mà điều mình đẩy ở nhà ấy mà tháo. Dạ, đẩy nhà đâu có tháo làm chi. Còn nó trắng dáng nó biết cái gì kìa. Để xe đằng này nè, đồ ăn để xe đây nè. Con lục gì đặng? Dạ hả? Ờ. Rồi đi, ông ngoại. Bà ngoại để xe này đi. Chạy tung tăng. Nãy giờ ngồi mỗi chuyện đồ xuống. Giờ chạy tung tăng. Rồi, let's go. Chưa quay cửa lên nữa. Đi, đi, đi. Cái gì? Về đâu? Lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhập chung vô đoàn. Đất kìa. Đi, 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 đi con, đi con. Nhìn gì á. Nó nhìn ta đằng sau. Gì vậy? Nghe cái tiếng chim. Chim hót á hả? Nhanh lên, lên, lên bà nội ngoại, nhanh lên. Hai bà ở đó lo selfie lạc bây giờ đây nè. Selfie. Tôi vô rừng tôi bỏ hai bà ở ngoài nha. Dạ. Bỏ dài dài bắp hay gì đó. Thì đi đi, đi quay phim mà. Đó, tới chỗ này người ta tắm á. Ồ, cái này cũng như cái kinh, cái rạch vậy ha. Chiều rồi tắm vô đó kìa. Người ta tắm kìa. Ồ. Wow. Xuống người tắm. Ờ, đu rồi. Đi. Ờ, cái mấy người đem chó xuống dưới tắm này kìa. Đem giỏng văn nữa nè anh. Ừ. Ờ, đem giỏng nha, bỏ đồ đây xuống dưới tắm. Ồ, trái nhóc nha. Mọc nè. Ồ. Nguyên chùm luôn nè. Vừa chín tới. Sao quay lại? Ờ, trên này hả? Trên này rừng lú cao á hả? Ờ. Bên đó xe đậu rồi nhóc kìa. Phải nữa mình chạy xe vô đó mình đậu được rồi. Thôi đi trở lại đi. Rồi, thấy không? Thấy không? Ông nội với ông ngoại không? Rồi, thấy rồi đi. Không thấy mặt hai ông này không được nha. Không thấy mặt hai ông này không được nha. Hai ông này chạy trốn đâu rồi. Ê, ê, ê. Dễ thương quá nè.
cho bà ngoại, cho bà nội nhìn cái coi. Thôi đi trở lại, đi trở lại. Đó, cảnh thờ tắm nè. Bây giờ mình đi trở lại. Đường bên đây không có gì chơi hết. Mình không vui. Ở hướng này có nhà người ta nữa kìa. Qua hướng này chắc vui hơn ạ. Wow, cái rừng này quá lớn luôn các bạn ơi. Đi chơi cái này, trông ghê luôn. Cây cổ thụ sống lâu năm. Trong này là cây rừng nguyên sinh luôn nha các bạn. Không có ai chặt phá đốn gì ngã gì hết á. Hai bà selfie. Đẹp đó. Selfie thấy đẹp đó. Wow. Ồ. Dạ. Có ai đẹp hơn ai nha. Rồi, thôi mình vô đây mình ăn. Vô mình pha đĩ đây ha. Trời ơi mệt rồi kìa. Nằm ơi. Rồi lấy đồ ăn ra. Ăn hồi đi chơi nữa nha các bạn. Đi vô rừng mà sống trong rừng mà 25 ngày mà để lãnh 100 ngàn đô á là được ổ bánh mì và ăn là quý lắm luôn á. Làm gì có ổ bánh mì ăn. À, nó, thấy mấy người đi vô đó chị nó bắt mấy con này con rắn con rít rồi nó nướng nó ăn á. Vô trong rừng á 25 ngày lãnh được 100 ngàn. Có người đi giữa chừng bỏ cuộc. Ghê lắm, sống ngủ trong rừng luôn. Hôm nay tôi đi rừng mà tôi được thử thách đi một buổi tôi ăn được ổ mì này tôi quá là vinh hạnh luôn. Quá là hạnh phúc luôn. Rồi mời các bạn mình ăn nghe. Không cần lắm tiền. Không cần lắm tiền. Ngon. Chắc đói thì em chịu đói chánh luôn. Nó đem cho. Đây, tôi đưa cho. Đưa cho nó có tình thân mật. Đây anh. Ủa anh có chưa? Có rồi. Người ngổ á. Không có dành nha. Bánh bao có ăn chưa? Tôi đưa cho ảnh tôi nói người ngổ á, không có dành đâu. Mình nói gấp đi, mình nói gấp để vô phụ hả? Ngon. Quá ngon luôn. Trời ơi, vô đây là ăn về tuyệt vời rồi. Vô ừ. Mà đi dưới kia mà có gỏi bánh gỏi cuốn á. Trời ơi, nó em dám làm gỏi cuốn. Chị em tính làm gỏi cuốn mà chị phải không có rau. Trời ơi. Nhưng mà gỏi bất tử. Rau bên này quá chừng luôn. Tại vì không có biết đi. Đúng rồi, chúng nó đâu có nói đâu. Cái nói dắt chiều tối ăn cơm mới. Đúng rồi. Thì đó nó mới báo em biết đó. Trời ơi. Biết sao không? Là anh tức tốc anh lấy đồ ra tẩy ra ngoài đó. Trời hồi chứ tối chị biết 12 giờ em ướp sẵn để đó sáng sáng là em thức dậy làm đó chứ đâu có biết trước đâu thành ra chứ biết là nói là cắt rau đem lên giùm em rồi thịt xìa bà nội xìa ngon thank you anh nha. Vô biết cầm. Nội làm món này tuyệt vời. Anh Kiều ngang mà không biết có đói bụng lắm mấy vậy không? Vô biết cầm. Ngon với lại làm nước sốt. Ngon. Trời ơi, lâu được, sao em cũng muốn làm nữa cho anh.
Ba với anh xong rồi, đây nè. Hai đứa. Ủa sao vậy? Không mà ngon thiệt nha, chứ không phải ghen. Chứ không phải nghe khen nịnh nữa nha. Vậy hả? Ừ. Ngon. Bánh ba ăn chưa? Ba bao? Giờ với anh với Phan đứa ngổ nữa chứ. Hai vợ chồng bữa nay đi thử thách trong rừng sâu. Vô trong rừng. Đi chuyến này về lãnh 100 ngàn. 100 ngàn vô. Các bạn thấy vui không? Mấy nhỏ hả? Ăn kia với anh Chánh ăn kia. À. Hôm nay đi vô rừng à, bà ngoại có cảm nghĩ gì không? Vui. Đi giống như đi rừng gì du mini gì đó. Đây là rừng nguyên sinh. Ừ, nhưng mà nó cho có nước. Ừ. Còn cái kia hôm trước mình đi kia là trên cao. Mà... có mấy cây cổ thụ đây lớn quá. Tại vì không ai chặt phá nó hết. Bà nội làm thịt kìa. Quá ngon luôn. Đem qua theo vô đây ăn, phải ngon luôn. Đó, các bạn thấy cây không? Cây quá trời bự luôn. Cao to. Nó già, nó ngã mình đó kìa. Các bạn thấy không? Nó ngã, nó nằm, nó làm việc của nó chứ không có ai đốn nó. Nó già, nó tóc rễ, nó ngã. Đó. Em có ăn bánh gạo. À, bánh tráng, bánh nướng. Vừa rồi tính đi, tính mua thùng, tính thùng xoài. Mà thùng xoài giờ nó lên đó. Rồi bên kia người ta ăn nè. Đó, tuốt bên kia đó các bạn. Đúng rồi, thứ bảy hôm nay à. Nhà vô đây họ chơi rồi cũng như mình vậy đó. Vừa rồi, đưa ăn như này 7 cái đó. Mở ra, đồ đem theo ra đi ăn. Dạ, đúng rồi, mình. Cái đường vô đó các bạn. Con cặp vợ chồng đó mày. Cặp vợ chồng ở đó. Ăn nằm đó. Thấy nó dễ ngã, ngã dễ gãy quá. Cây này lên tới nó có bọng. Nó có cái bọng giữa này, hư rồi đâu có xài được. Nó có lỗ, có nhánh lỗ. Cây này cây nó mọc tự nhiên. Đây mình quay chế độ điện ảnh. Người đầu tiên là rõ nét, và những người kế bên là mờ nhẹ nhẹ nha các bạn. Nhớ, thấy bà xã mình rất là rõ nét luôn. Nhưng mấy người sau thì nó mờ mờ. Nó như Khoa đẳng là thấy mình thấy mờ luôn, anh Chánh thấy mờ luôn. Mình để 2.8 á, ổng đính mở 2.8. Có nước mà tích dọc thì ông ngoại thầy qua đi. Chụp cây á. Ok. Yeah, wow. Ý anh nó qua khỏi cái bắt đầu làm mấy người đó mới rõ. Mình quay chế độ điện ảnh nữa các bạn. Rồi lấy đứng nghe ok nè. Ngồi hả? Ngồi cũng được nữa. Lấy cái nón lót. Rồi chụp lấy hết cái cây này luôn ha. Đúng rồi, chụp mana đấy. Đó. Hết cái cây này luôn. Rồi, thôi mình ra xe mình về các bạn ơi. Đi chơi vậy đủ rồi. Ồ, cái lỗ đây sao nghiêng dữ vậy? Có
Ờ, chụp hình đi, vài bói đi, kỷ niệm đi. Ừ, chụp hết đi. Chụp hết gia đình đi. À, hồi nãy mình pho đi chỗ đó. Bây giờ mình ra đây, mình đi về, ra xe về. Mình đi vô rừng cho nó mát chơi vậy thôi, chứ trong này thì cảnh đẹp chứ không có cái gì. Giỡn quá trời giỡn. Rồi về con ơi. Trời gì kìa, kìa ngoại có ông nội có cái cây kìa. Đó, ông nội có cái cây kìa. Wow, cây bự quá, lại dắt đi. Rồi nó lại rồi, lại dắt rồi. Ôi, cây bự quá kìa, quá đã luôn. Rồi lại dắt với ông nội kìa. Rồi. Dắt lên, mạnh lên, mạnh lên. Ô ô, mạnh lên. Wow, wow. Wow, dắt lên. Mạnh lên. Wow, có một cái cây một mà ông ngoại làm được tập phim á. Rồi. Mời ông xem mình luôn. Rồi. Rồi, mọi người lái xe. Xe ai nấy về chỗ nấy. Bye bye. Rồi. Xíu nữa gặp. Gì vậy? Gì vậy? Lấy anh chụp nè. Rồi đi 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 đi. Đi. Hello hello. Chào các bạn. Hôm nay mình đi vườn hoa. Vườn hoa ở ở đây gọi là săn ngô tê. Săn ngô tê các bạn. Vườn hoa hồng. Wow, bữa nay hôm trước mình đi một lần rồi. Là bông nó không có nở dữ vậy. Hôm nay nó nở quá trời luôn. Có số nó muốn tàn hết các bạn. Quá trời bông luôn. Hay quá, hay quá. Cái gì nói gì? Thiên hỏi nó màu gì nó nói thiên. Trời ơi, quá hay luôn. Ồ. Quá hay luôn. Trời ơi sao mà giỏi. Hay quá. Màu với bánh bao là chị. Giỏi quá. Quá trời bông luôn kìa. Má mi nó đâu rồi? Ôi, mấy người lại đi ngồi chơi. Nở nó muốn tàn. Đẹp không? Đẹp mà rất tiếc là nó muốn tàn. Không, nhưng mà nhìn đẹp lắm. Ừ. Muốn tàn hết rồi. Ở đâu? Nè đứng vô chỗ bông nè. Tình thương bình thường đi. Rồi, bánh bao dục mấy con nó xuống dưới hồ luôn rồi. Dớt lên. Con kia con phải nằm sát dưới hồ tay á. Wow, đẹp quá. Mà bữa nay nó muốn sắp tàn rồi. Hai bà đi selfie.
Vậy hả? Chạy là đắng rồi hả? Trong viên bông hồng của san hô rê. San hô rê này là có cái vườn hồng này quá tuyệt vời. Những cặp trai gái đi đến đây hẹn hò, ngồi để xem hoa. Rồi thì bây giờ mình vô đây mình cũng chụp mấy bộ hình để kỷ niệm. Đi lên để chơi bông hồng quá trời các bạn ơi. Các bạn thấy không? Trồng cho mình hay quá. Lúc này nó cũng sắp tàn rồi các bạn, chứ nó chưa có như hồi mới nở nè, như là tàn tàn đó nè. Cái này mà mình đi nhầm cái lúc mà nó nở mới nở nó đẹp lắm luôn đó. Đó các bạn thấy không? Rồi mình quay một vòng này cho các bạn xem nha, cái khung cảnh cái khuôn viên ở đây. Đó, mấy bạn khỏe khỏe chụp hình. Rồi thôi giờ mình tạm biệt, giơ tay ở đây mình đi ăn. Đi kiếm gì ăn các bạn ơi. Ngồi ngoài selfie. Đó, selfie. Rồi, bây giờ mình vô cái quán đồng quê nha các bạn. Restaurant đồng quê. Mì ba người có ai tên Mì ba người không ạ? Lạnh không? Ở trong nhà hàng lạnh. Ra ngoài ấm ghê. À, xe nó đi đậu tuốt dưới hả? Không có chỗ đậu. Giỡn chứ bà nội mạnh tay quá. Bà ngoại vậy đó, nó sắp lại bà ngoại nó giỡn, bà ngoại chạy luôn. Quán này gọi là quán đồng quê Việt Nam. Quán này của Việt Nam nha các bạn. Mình vừa mới vừa ăn xong đó là thấy toàn bộ là người Việt Nam vô ăn không, không có người nước ngoài. Mình hôm nay có dịp mình lên đây chơi, mình đi tham quan ở trong rừng. Rồi bây giờ mình về để mình ghé đây mình ăn, ăn thấy cũng được. Rồi đã đi lại kìa. Giờ bánh bao đi xe nào?
có sự lựa chọn. Lên đây chứ Việt Nam không phải Việt Nam. Rồi mình lên xe về. Ở đây là San Jose, người Việt Nam sống ở đây nhiều nhất ở Bắc Cali. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của mình, đã ủng hộ mình. Mình rất là cảm ơn. Các bạn nhớ cho mình một like và subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Bye bye, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Ai đưa ông nội bà nội về bánh luôn hả?